Quân đội Israel ngày 30 tháng 10 tuyên bố là sẽ đảm bảo viện trợ được đưa vào Gaza, dù trước đó đã thông qua luật cấm cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc hoạt động tại Israel và khu vực Đông Jerusalem. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Israel nhấn mạnh nước này vẫn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và đảm bảo hoạt động viện trợ nhân đạo được đưa vào giải Gaza thông qua các tổ chức quốc tế như Chương trình Lương thực Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Israel bỏ phiếu thông qua dự luật cấm cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc hoạt động ở Israel và Đông Jerusalem trong thời gian 90 ngày. Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc và một số cơ quan nhân đạo quốc tế khác đã cáo buộc chính quyền Israel hạn chế dòng viện trợ vào Gaza, lo ngại rằng lệnh cấm này sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tại giải Gaza. Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới cũng đã chỉ trích lệnh cấm của Israel.